Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin kính chào chư liệt vị. Thưa quý vị, sau khi Phật giáo du nhập vào Nhật Bản, Đạo Phật đã chịu ảnh hưởng từ những thế lực quân sự một cách đáng kể. Thời xưa, trong khi Phật giáo được triều đình Nhật bảo trợ, những khuôn viên, đất đai và tài sản của các tự viện đã dần dần phát triển và còn được bảo vệ. Vì vậy, nhiều chùa và tu viện ở Nhật Bản đã thành lập những tuần an ninh để bảo vệ những thiết bị quý giá và những tài sản của chùa. Sự hiện diện của những tuần vệ sĩ như vậy đã tạo ra những ảnh hưởng chính trị liên quan tới sự sở hữu đất đai do ảnh hưởng từ những thế lực trong triều đình. Trong khi các tông phái nỗ lực phát huy nội lực, thì những biện pháp bảo vệ an ninh đã được tiến hành. Sự thành lập những tuấn bảo vệ an ninh gồm những nông dân không có đất canh tác và những chiến sĩ được trả lương. Tuy rằng trong thời phong kiến, nhiều ngôi chùa lớn ở Nhật Bản trở thành những thế lực chính trị do sự ảnh hưởng của triều đình, nhưng đồng thời cũng là những cơ sở xã hội dưỡng lão dành cho những võ sĩ samurai và những cung nữ ở tuổi già luôn. Các ngôi chùa cũng cung cấp nơi cư trú cho những người nghèo khổ và những tội nhân bị nhà nước truy tìm. Hậu quả là một số chùa đã có những nhóm dân quân tương tự như những quân đội riêng của các lãnh chúa thờ Trung Cổ. Trong thế kỷ thứ 12, triều đình Nhật Bản đã dùng những tân sĩ, kim võ sĩ để phục vụ về quân sự. Thí dụ như tu sĩ của tu viện Kumano đã được giao phó công tác chỉ huy chiến dịch tiêu trừ hải tặc trong một vùng duyên hải trên đảo Honshu. Những tình cảnh loạn lạc, chiến tranh và xáo trộn chính trị gây đau khổ đã khiến cho nhiều người cần đi tìm những nguồn an ủi tinh thần. Trong bối cảnh đó, Phật giáo Nhật Bản đã khai sinh ba tông phái mới, đó là Tịnh Độ Chân Tông, Nhật Liên Tông và Thiền Tông. Một đặc điểm chỉ có trong Phật giáo Nhật Bản, đó là Thiền Tông đã được giai cấp võ sĩ samurai quy ngưỡng và coi là tôn giáo chủ yếu nhất của họ. Những võ sĩ samurai thời xưa của Nhật Bản là những chiến sĩ thượng đẳng, rất can đảm và coi trọng danh dự, giống như những hiệp sĩ ở Âu Châu trong thời Trung Cổ. Những giai thoại hào hùng về giới võ sĩ samurai chẳng khác gì những nhân vật lý tưởng trong tiểu thuyết, tuy rằng họ là những người đã thực sự hiện hữu trong lịch sử. Giới võ sĩ samurai đã trở thành một giai cấp chiến sĩ cai trị Nhật Bản trong khoảng một phần hai thế kỷ trong thời kỳ phong kiến. Sự vươn mình của giai cấp võ sĩ ở Nhật Bản trùng hợp với thời kỳ cai trị của sứ quân Kamakura từ cuối thế kỷ 12 cho đến giữa thế kỷ 14. Trong thời gian đó, ngoài Thiền Tông, Phật giáo Nhật Bản còn có vài tông phái khác, nhưng Thiền Tông trở thành thịnh hành nhất vì được chính quyền sứ quân bảo trợ. Thiền sư Vinh Tây thành lập chùa Yufuku ở thủ đô Kamakura với sự bảo trợ của gia tộc sứ quân Kamakura. Vài năm sau, gia tộc của sứ quân này đã cúng dường cho thiền sư Vinh Tây thêm một khu đất ở Kyoto để kiến tạo chùa Kenin, trong khi chính quyền sứ quân được coi là thủ lãnh của giai cấp võ sĩ samurai. Nên sự bảo trợ của chính quyền mặc nhiên trở thành một liên kết giữa giai cấp võ sĩ với Phật giáo Thiền Tông. Những kinh nghiệm mà giới võ sĩ từng trải trên chiến trường thường tạo ra những ảnh hưởng tâm lý sâu đậm trong tinh thần của họ. Trong lịch sử, chúng ta thấy rằng
những kinh nghiệm chiến tranh điêu linh và bi thảm đã gây ra những hậu quả tâm lý bi thương, khiến cho dân chúng thường phải đi tìm nguồn an ủi từ tôn giáo. Vì vậy, tâm trạng của những chiến sĩ đã đích thân trải qua những kinh nghiệm chiến đấu khốc liệt trên chiến địa cũng cần được an ủi nhiều hơn nữa. Những ảnh hưởng tâm thần do kinh nghiệm chiến trường đã khiến cho giới chiến sĩ trong thời phong kiến ở Nhật Bản hướng về thiền tông thay vì chọn lựa những tông phái khác. Vì sự thực hành thiền định hàng ngày giúp cho họ ổn cố và chấn chỉnh tinh thần để có thể tiếp tục nếp sống của chiến sĩ thường xuyên đối diện với cái chết. Thiền định giúp cho các chiến sĩ tăng cường ý chí và trực giác, đồng thời cũng giúp cho họ có thái độ thanh thản đối với chuyện sinh tử. Đó là những đặc tính trong cuộc đời của giới chiến sĩ. Thiền định giúp cho các chiến sĩ samurai củng cố tinh thần, kỷ luật và rèn luyện tâm linh bằng trực giác. Trong khi họ không có thời giờ để nghiên cứu kinh sách, thiền tông chủ trương rằng hành giả có thể đạt giác ngộ trong kiếp hiện tại thay vì phải chờ tới những kiếp tương lai. Nhờ vậy, sự thực hành thiền định có thể giúp cho các chiến sĩ samurai bình thản khi thường xuyên đối diện với cái chết trên chiến địa. Thái độ bình thản và vô ý của họ đối với cái chết không có nghĩa là các chiến sĩ này coi thường sinh mạng của họ. Thái độ đó là trạng thái tâm thần vững chắc khiến cho các võ sĩ có thể chế ngự nỗi sợ hãi về cái chết. Tinh thần vô ý giúp cho họ có nhiều can đảm trên chiến trường và sự an lạc lớn lao trong đời sống. Sự thịnh hành của thiền tông trong giới võ sĩ samurai Nhật Bản đã tiếp tục tồn tại trong những thời đại kế tiếp ở Nhật Bản, và tình liên hệ mật thiết giữa giai cấp võ sĩ samurai và giới tân sĩ thiền tông đã dẫn tới tiến trình tạo lập một hệ thống đạo lý đặc thù của giai cấp võ sĩ Nhật Bản. Sau thời kỳ cai trị của sứ quân Kamakura, chế độ sứ quân Ashikara cũng đã coi trọng và bảo trợ Phật giáo Thiền Tông. Do đó, trong giới võ sĩ phục vụ sứ quân Kamakura, đương nhiên cũng có nhiều người là Phật tử Thiền Tông. Vì vậy, trong thời kỳ đó, nhiều bậc trượng phu của xã hội Nhật Bản có hai lựa chọn xứng đáng là trở thành thiền sư hoặc chiến sĩ tài giỏi. Liên hệ tâm linh mật thiết giữa hai giới võ sĩ và tân sĩ đã đương nhiên dẫn tới tiến trình tạo nên triết lý võ sĩ đạo. Đó là một hệ thống quy tắc đạo đức dành cho những võ sĩ samurai. Trong triết lý võ sĩ đạo, thiền tông có ảnh hưởng quan trọng nhất, nhưng còn có ảnh hưởng từ thần đạo, khổng giáo và các tông phái Phật giáo khác. Một luận án xuất bản trong thế kỷ 17 bàn về võ sĩ đạo đã mô tả đầy đủ những chi tiết liên quan tới cung cách huấn luyện tinh thần của võ sĩ samurai để giúp họ giữ vững tinh thần vô ý trong khi thường trực đối diện với cái chết, giống như thái độ của những hành giả thiền tông đã giác ngộ, luôn ý thức rõ về bản chất vô thường hiện hóa của mọi hiện tượng và an nhiên tự tại trước cái chết, vì đó là điều không thể tránh khỏi. Giới võ sĩ samurai phụng sự quốc gia trong thời bình. Sau khi toàn quốc Nhật Bản thống nhất dưới quyền cai trị của sứ quân Tokugawa từ năm 1603, giai cấp võ sĩ phải đối phó với một thử thách mới. Trong thời bình thì người chiến sĩ phải làm gì? Kết quả là tình trạng hòa bình trong thời đại sứ quân Tokugawa đã thúc đẩy giới sĩ phu Nhật đóng góp tích cực vào những công trình sáng tạo thuộc về văn hóa và nghệ thuật. Trong thời kỳ đó, Phật giáo Nhật Bản đã phục hưng để trở thành một sức mạnh văn hóa sinh động. Các môn nghệ thuật, thi ca, nghi thức trà đạo
với ảnh hưởng sâu đậm từ Thiền Tông, được giai cấp võ sĩ coi trọng trong thời Bình, và họ đã đóng góp công sức để giúp cho văn hóa và nghệ thuật của Phật giáo phát huy rộng rãi trong dân gian. Trong thời Bình, họ không cần phải xả thân chiến đấu ngoài chiến trường, thì các võ sĩ samurai tích cực luyện tập thiền định. Họ coi công trình tập luyện thiền để đạt giác ngộ cũng giống như phục vụ trong quân đội. Sự liên hệ giữa chiến tranh và tôn giáo dần dần tới một trình độ hiện sinh hoàn toàn mới mẻ. Những môn sở trường của giới chiến sĩ như binh cung, đấu kiếm v.v. được họ biến thành những hình thức nghệ thuật cần phải luyện tập công phu. Học giả nhưng đồng thời cũng là một vị thiền sư nổi tiếng của Phật giáo Nhật Bản, thiền sư Dithi Shizuki, đã viết về nghệ thuật đấu kiếm của giáo võ sĩ samurai như sau. Khi người Nhật nói rằng thanh kiếm là linh hồn của võ sĩ samurai, chúng ta cần phải nhớ tới tất cả những gì liên quan đến thanh kiếm, bao gồm sự trung thành, hy sinh, quảng đại, trang nghiêm và rèn luyện những đức tính cao thượng. Sau đây là võ sĩ samurai chân chính. Họ không bao giờ cách ly với võ khí, được coi là biểu tượng tối thượng của nhân cách và danh dự. Sự rèn luyện đấu kiếm ngoài mục đích sử dụng khi cần thiết còn giúp cho chiến sĩ rèn luyện đạo đức và tâm linh. Do đó, kiếm sĩ là người đang thực hành thiền định. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Kính chúc quý vị phước huệ trang nghiêm và vô lượng an lạc.